Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Sế Xịn Sò Channel. Thì hiện tại mình đang đứng ở chiếc Hyundai Palisade cao cấp 6 ghế 2023 màu đỏ đô hay gọi đỏ mạnh đó. Thì rất nhiều anh em khi mà ngồi lên hàng ghế thứ hai, hàng ghế chủ tịch của chiếc Hyundai Palisade này thì cũng chưa thực sự rành về cách sử dụng điều khiển cái hàng ghế này ha. Thì sau đây em xin giới thiệu sơ qua cho anh em mình những cái nút, những cái thao tác ở trên chiếc hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai Palisade này ha, cao cấp này ha. Rồi đầu tiên là nút này, đây nút gập và trượt ghế. Trên đây nó cũng có một nút nha, trên đây cũng có một nút. Thì nút này đối với khi mà mình muốn lên hàng ghế thứ ba, đặc biệt đối với phiên bản 7 ghế thì mình sẽ nhấn nút này, nhấn một chạm thôi đó, nó sẽ cụp lưng ghế và nó trượt và mình sẽ bước lên hàng ghế thứ ba rất là dễ dàng. Rồi, ở đây cũng có nút y chang vậy luôn, nhưng mà dành cho người ngồi hàng ghế thứ ba, khi mà muốn xuống thì cũng nhấn, nó sẽ trượt và mình đi xuống ha. Rồi. Rồi tiếp theo đây, cái nảy này dùng để ngã cái lưng ghế đó, anh em có thể thấy ha. Rồi mình ngồi để thử cho anh em. Rồi đây mình kéo lên, rồi ngã xuống, mình dùng lực lưng của mình để mình đẩy cái lưng ghế này xuống nha, chứ nó không sẽ không tự đi xuống đâu. Rồi còn đi lên thì mình cũng kéo cả này thì mình ngã cái lưng mình ra đó, đó. Kéo lên hết mức rồi đó, nó sẽ bật lên thì nó sẽ bật lên cho mình, còn xuống thì mình phải dùng lực lưng của mình đẩy xuống, rồi mình thả ra tới mức của mình thả ra ha. Rồi đó, tiếp theo là phần di chuyển tịnh tiến lên xuống này, về trước về sau này, thì dưới đây nó có một cái cành nảy dưới đây này, cái thanh nảy, mình cầm cái thanh đó mình kéo lên rồi mình đẩy thôi đó. Tới đâu mình thả ra, tới cái mức mình muốn á mình thả ra. Rồi rồi kéo lên đẩy xuống, đây nè, hết cỡ rồi nha, rất là rộng. Rồi, kéo lên đó, tới đầu thả ra, nó sẽ nằm ở vị trí đó, vị trí mà mình mong muốn. Rồi tiếp theo là phần bệ tì tay đó, như anh em sẽ cả khi mà sử dụng cái bệ tì tay này sẽ bị như vậy nè, anh em thấy không, không cố định được đó. Đó vì sao, vì anh em khi mà nó có những cái bánh răng vị trí á, coi như là những cái vị trí á, thì khi anh em di chuyển nhanh vậy nó sẽ bị trượt qua đó. Anh em khi mà sử dụng bệ tì tay này muốn dừng ở vị trí nào thì anh em nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi nè, đó nếu nào đưa nhẹ lên thôi đó, thì lúc đó nó sẽ có giống như một cái khớp gì đó, nó không sẽ không bị trượt qua, nó sẽ gài vô được đó. Nè anh em thấy không đó, đó. Nhanh là không được nha, chậm thôi đó, chậm thôi. Khi anh em muốn hạ thì anh em sẽ nhanh, nhấc lên nhẹ, nhấc lên khá, ví dụ vậy nha. Đây thì mình như vậy đúng không, muốn hạ xuống đây nhấc lên kéo xuống nhanh thì nó sẽ xuống đó. Rồi, vừa qua mình đã hướng dẫn sơ lược cho anh em cách sử dụng hàng ghế thứ hai, hàng ghế chủ tịch của chiếc Hyundai Palisade cao cấp 2023. Thì anh em mình thấy hay thì hãy cho em một like cũng như một đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp và em hướng dẫn sử dụng các chức năng của cái dòng xe Hyundai nói chung, cũng như chiếc Hyundai, giới thiệu về chiếc Hyundai Palisade này nói riêng. Cảm ơn anh em.